Hoàng Hà Audio xin chào toàn thể các bác nhá. Thì quay trở lại với một cái buổi livestream nữa bên Hoàng Hà chúng em. Em xin lỗi tất cả các bác là em vừa kết thúc buổi livestream xong, em quen mồm. Trong cái clip này nhá. Trong cái clip này thì bên Hoàng Hà chúng em sẽ giới thiệu với tất cả các bác một cái con Gricotin. Em đặt cầm lên. Đây. Đây là một con Gricotin nhá các bác nhá. Đây là một con Gricotin K19X mà bên Hoàng Hà chúng em mới về được. Và cái dòng này sẽ là một cái dòng kiểu dòng super, dòng cao cấp hơn cái dòng Gricotin mà đợt trước bên Hoàng Hà chúng em về nhá. Các bác nào theo dõi trên kênh thì em đã làm hai cái buổi livestream về cái con Gricotin K19X như này rồi. Và để mà nói thì các cái con như thế này thì ở trên buổi livestream cũng đã tháo hộp ra. Và tất cả các cái thì bên em làm rất là ok rồi nhá các bác nhá. Thì đây em sẽ đập hộp lại cho tất cả các bác này. Đây là cái vỏ hộp ngoài của nó, Gricotin thì rất là quen thuộc rồi. Em cứ đập hộp ra đi. Đây các bác nhìn này. Dây của nó đợt này về sẽ là cái dòng super, dây của nó sẽ là dây chống nhiễu nhá các bác nhá. Đấy. Và cái dòng đợt này các bác nhìn này. Cái dòng đợt này sẽ là một cái dòng vẫn có cái giấy rất là quen thuộc ở đây như thế này. Cái giấy rất quen thuộc luôn. Và cái giấy này thì gần như là giống chính hãng rồi. Với cái dòng này em bảo luôn là cái dòng super cao cấp. Còn một cái mà các bác hay phân biệt hàng chính hãng nữa, em đưa cho anh cái dây đi. Đó chính là cái dây như này. Cái dây như này như các bác nào cũng đã biết thì chỉ ở dòng chính hãng là mới có cái dây có cục chống nhiễu như này. Nhưng hiện tại ở trên kênh Hoàng Hà chúng em đã về được cái dòng hàng loại 1. Cái dòng hàng loại 1 giống hàng chính hãng nhất từ trước đến giờ. Đấy, nó đã có thêm một cái dây chính hãng như này. Cái dây này là cái dây có hàng chống nhiễu như này nhá các bác nhá. Cho nên là từ bây giờ các bác khi mà các bác mua hàng chính hãng, các bác đừng phân biệt được cái dây chống nhiễu nữa cho em. Ở tại các cửa hàng nhỏ lẻ khác thì các cái hàng như này nó đều có thể bảo là chính hãng bởi vì nó rất là giống luôn. Đấy, cho nên các bác khi mà mua hàng thì các bác có thể yên tâm, tức là các bác có thể để ý cho em các sản phẩm như này nhá. Đấy, cái dây chống nhiễu rất là giống với chính hãng luôn rồi và cục chống nhiễu này rất là ok luôn. Các bác sử dụng dây như này rất là ngon. Em mở hộp ra đi. À đây. Ở ngay bên này em đã đập hộp ra đây rồi. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đây này. Các cái giấy kèm theo của nó đây. Đây các bác nhá. Các cái giấy kèm theo của nó vẫn là một quyển sách hướng dẫn đến từ thương hiệu Gricotin. Đấy, và một cái giấy là giấy hàng nhập khẩu nước ngoài đấy. Đấy, các bác cũng không cần quan tâm lắm ở các sản phẩm như này. Quan trọng nhất đây em để xuống dưới đây đi. Để xuống dưới cái con này đi để lát nữa cho tất cả các bác xem qua cả cái phần ruột gan luôn nhé các bác nhá. Để ngược rồi. Đây. Các bác nhìn cho em này. Em sẽ cho tất cả các bác xem qua cả cái phần ruột gan luôn. Đấy. Đây là sản phẩm Gricotin K19X, cái dòng đời cao nhất hiện tại. Cái dòng hàng này là cái hàng loại 1 nha các bác nhá. Em đã cháy hàng rất là lâu thì để bên em về đợi về cái hàng loại 1 đời cao cấp, cái đời super như này. Nói thẳng ra là một cái loại đắt hơn ấy thì là em mới làm cái clip cho tất cả bác nhá. Thì là hiện tại ở đây em bảo luôn này. Ngay tại trên live thì em cũng bảo rồi có 2 4 6 8 8 con này. 8 con này thì bên chúng em sẽ xả với cái giá chỉ có 2,2 triệu 8 con. Duy nhất 8 con này 2,2 triệu. Đấy, các bác có thể đặt hàng ở đây. Và cái dây của nó hoàn toàn là cái dây chống nhiễu nhá các bác nhá. Đấy, và như các bác yêu cầu thì ngay tại trên live thì em đã tháo một con ra đây rồi. Thì ngay bây giờ cũng sẽ giới thiệu lại một chút về cái con này nữa. Để mà trước khi đi vào trong cái phần sản phẩm thì các bác có thể nhìn thấy cho em này. Con này là con có 8 chế độ nhá các bác nhá. 8 chế độ. Và cái chế độ đặc biệt nhất ở đây thì nó sẽ là cái chế độ của Echo Revert. Và cái chế độ Revert của nó nhá. Bởi vì các bác thường sử dụng đến dòng Gricotin là bởi vì cái tiếng revert của nó rất là hay. Đấy, và nói chung là nó có 8 chế độ của nó thì bao giờ dùng nó cũng ok hơn và thích hơn. Và quan trọng nhất là cái tiếng mic của nó cho ra rất là ok. Đấy, và đường nhạc của nó cho ra rất là hay nhá. Thì ở đây em cũng sẽ show cho tất cả bác xem qua luôn về cái nội thất bên trong này. Đây các bác nhìn này, nội thất bên trong đẹp chưa? Nội thất bên trong có cả hai cái hộp như này. Đấy, hai cái hộp nguồn nhé các bác nhé, hai hộp nguồn rất là to. Và đặc biệt đây là cái vỉ mà nhiều bác quan tâm nhất. Đấy, là cái vỉ chống hú. Đấy, vỉ vang nhạn của nó rất là ok. Và các cái sản phẩm đây, đây là IC của nó nhé các bác nhé, IC của nó đây. Đây, IC xóa, các bác đã thấy hàng loại 1 chưa? IC xóa các bác đã thấy hàng chọn chưa? Và hàng super sẽ không phải là hai IC cùng xóa, mà hai IC của nó sẽ có một con xóa và một con hiện tại không xóa nhé các bác nhé. Đấy, tức là cái con không xóa này là con dùng của hàng chính hãng luôn rồi. Đấy, con xóa này thì con của hàng loại 1 này. Đấy, thì em phải bảo luôn như thế. Thì các bác nào mua sử dụng các cái sản phẩm này thì các bác có thể yên tâm và sử dụng các sản phẩm như thế này.
Và đặc biệt nữa ở các cái dòng này thì các cái bộ chiết áp của nó sẽ rất là hay nhá. Bộ chiết áp của nó thì cực kỳ ok rồi và dùng rất là bền. Riêng ở dòng Gricutin thì tiếng của nó cho ra rất hay và cái độ bền của nó cho ra rất là cao luôn. Thì các bác có thể sử dụng các cái sản phẩm như này để sử dụng cho gia đình thì rất là được. Và thậm chí các bác mang đi chơi sự kiện rất là hay nhá. Và cái nút này nữa, cái nút chống hú. Nhiều bác bảo bên em cái nút chống hú này bị mất à hay gì. Đấy, nhưng mà cái nút chống hú nó thiết kế là như này rồi nhá các bác nhá. Nó thiết kế là như này rồi, bởi vì nó không phải là ai cũng sử dụng được, ai cũng được phép nghịch cái nút chống hú này. Bởi vì nó ảnh hưởng đến rất nhiều cái tiếng mic. Đấy, cho nên là nó không thiết kế cái nút chèn ra đây nữa mà các bác phải sử dụng tay hoặc là sử dụng một cái tô vít gì đấy các bác ấn vào đây mới được nhá. Nhưng mà thường cái này em đã để on rồi thì cho nên tất cả bác có thể không cần động đến cái này đâu. Đấy, và đây là cổng ra này. Cổng ra của nó sẽ có một cái volume nhá. Đấy, volume loa trái loa phải này, bác để phần giữa cho em. Đấy. Và hiện tại các cái cổng mic này của nó thì nó sẽ có 3 cổng và 2 cổng đằng trước, là tổng cộng là 5 cổng mic nhá. Cổng mic 6 ly rất là hay. Đấy. Và trong một cái clip thì em cũng làm luôn cho tất cả bác cả về phần ruột gan của nó cũng như là cả về phần giới thiệu bên ngoài rồi nhá. Thì với bác nào quan tâm các sản phẩm như này thì các bác có thể liên hệ ngay bên Hòa chúng em ngay bây giờ. Em sẽ lên đơn và gửi đi cho tất cả bác luôn nhá. Thì em xin phép kết thúc cái clip ở đây. Xin chào và gặp lại tất cả bác trong các clip tiếp theo nhá. Xin chào.